phần này là mở rộng nhé. Như vậy thì cái lệnh của chúng ta là cái lệnh scan nè. Nếu như mà chúng ta nhập điểm ở đây, chúng ta nhập vô chữ A thì nó vẫn cho chúng ta điểm là 0 và học lực kém. Như vậy thì làm sao để chúng ta tránh cái trường hợp là nhập chữ A này đi? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ thử một cái bài toán. Một cái bài toán rất là đơn giản. Chúng ta thử một cái bài toán đơn giản trước. Chúng ta new file để chúng ta làm cho nó nhanh. Rồi, như vậy thì cái bài toán của mình ở đây là làm cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ khai báo một cái biến điểm. Rồi, một cái biến nữa là kiểm tra điều kiện nhập vào. Đó, nó xuất phát cái điểm kiểm tra điều kiện nhập vào. Chúng ta sẽ lấy kiểm tra bằng scan. Phần trăm F của điểm. Rồi. Và chúng ta in thử cái này ra. Phần trăm D tức là của cái thằng kiểm tra, và phần trăm F là của điểm. Như vậy thì mình sẽ in kiểm tra phẩy điểm. Rồi, những bạn mà học khá thì mới theo dõi cái bài này mới hiểu ha. Còn nếu mà các bạn chưa khá thì thôi, bỏ qua đi. Rồi, ok. Bây giờ mình thử nè, mình chạy nè. Các bạn có hiểu là thầy đang làm gì không? Rồi mình chạy thử nè. Nếu mình nhập vô điểm là mình khai báo hồi nãy là plot đúng không? Mình nhập vô 8. Nó in ra cho mình là kết quả nhập nó kiểm tra là 1, 1 tức là true. Đúng. Bây giờ mình chạy lại. Mình nhập vô A. Nó cho mình 0. 0. Như vậy cái 0 này là cái mình bật cờ nè. Cái này người ta gọi là cờ. Cờ để kiểm tra. Như vậy thì nếu như trong quá trình scan của mình mà cái dữ liệu nhập vào nó không đúng kiểu plot thì nó sẽ cho kết quả kiểm tra là không. Như vậy là mình đã loại trừ được cái trường hợp là nhập điểm sai chưa? Hello? Loại trừ được chưa các bạn? Được. À, như vậy mình đã loại trừ được rồi. Bây giờ mình xuống đây mình sẽ dùng cái vòng lặp while để mình kiểm tra nó như thế nào ha. À, mình sẽ đưa cái lệnh này vô trong cái thằng thằng nhập. Cho nên chỗ này mình sẽ là do while. While cái gì đó tính sao. Đó. Như vậy khi các bạn làm thì các bạn cũng không nhất thiết phải quay liền cái gì. Nhưng mà mình cứ để đó tí nữa mình coi thử mình quay cái gì là hợp lý. À, đầu óc của mình nó không có được hoàn hoàn chỉnh lắm. Cho nên là mình cứ làm từ từ. Đâu có nhất thiết là phải làm liền đâu. Rồi. Kiểm tra là bằng như thế. Nếu trường hợp mà cái kiểm tra này bằng không. Như vậy rõ ràng là anh không có nhập số rồi đúng không nào? Đúng chưa? Nếu mà kiểm tra bằng không là anh nhập sai rồi. Cho nên là ở chỗ này mình sẽ báo người ta là nếu mà anh nhập mà bằng không thì vui lòng nhập lại số giùm tôi. Đó.
số từ 0 đến 10. Đó, mình thông báo cho người ta như thế. Nếu như điểm mà thì nhập từ 0 đến 10. Còn không, nếu mà kiểm tra mà bằng 1 tức là người ta đã nhập số rồi thì làm gì? Nếu nếu gì nào? Điểm nhỏ hơn 0 hoặc điểm lớn hơn 10 thì lại kiểm tra cái gì nữa nào? Rin bạn nhập điểm không cần là số nữa bởi vì người ta nhập số rồi. Đó, để cho mình thấy hai cái câu thông báo này nó khác nhau. Còn nếu không nữa, nếu mà không phải trường hợp này, không phải trường hợp này thì thoát thôi, không cần phải làm gì cả. Vậy thì khi nào thoát? Khi nào thì quay lại? Khi nào quay lại? Chỗ này vấn đề là khi nào thì quay lại? Khi mà kiểm tra bằng 0 cũng quay lại. Khi điểm nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 10 cũng quay lại. Đúng không? Như vậy thì cái chỗ này các bạn kiểm tra xem thử là cái lúc mà mình quay lại như thế nào là nó hợp lý nha. Bạn nào giúp thầy nè. Điều kiện quay lại là gì? Điều kiện quay lại là điểm nhỏ hơn không, điểm lớn hơn 10, Rồi. điểm là số. Với gì nữa? Có ba cái điều kiện là thầy. Ừ. Điều kiện thứ Và nhất là điểm nhỏ hơn 0 hoặc điểm lớn hơn 10, rồi gì nữa? điểm không phải là ký tự, tức là cái vòng cái Là cái kiểm tra đúng không? Kiểm tra bằng 0, vậy là hoặc hay và? Hoặc rồi thử nha. Kiểm tra bằng bằng 0 hoặc điểm nhỏ hơn 0 hoặc điểm lớn hơn 10. Rồi bây giờ mình sẽ nói chỗ này. Nó sẽ thoát luôn á. Bây giờ cái phần kiểm tra đó mình phải đi kèm với lại cái điểm. Về chỗ kiểm tra này mình phải làm gì nữa nào? Và điểm bằng bằng điểm bằng bằng 0 và kiểm tra điểm bằng bằng 0. Đó, nếu trường hợp kiểm tra bằng 0 và điểm bằng 0 thì cũng quay lại. Đó, như vậy thì trường hợp này nó là trường hợp đặc biệt. Nếu điểm bằng 0 và kiểm tra bằng 0. Còn nếu như mà điểm bằng 0 mà kiểm tra bằng 1 thì nó thoát. Mình sẽ bị trôi lệnh. Bây giờ thử nha. Rồi. Như vậy thì mình sẽ nhập điểm. Mình nhập vô số 9. Nó xuất 19. Ok. Mình nhập vô số trừ 9. Bạn phải nhập điểm từ 0 đến 10. Nhập số 9. Ok. Đúng không? Xịt N. Chỗ này là thông báo số 1. Để cho dễ phân biệt. Thông báo số 2. Rồi, mình nhập vô số 11. Nó thông báo thứ hai là bạn phải nhập điểm từ 0 đến 10. Mình nhập là 0 trừ 9, nó cũng thông báo số 2. Ok, nhập 9 kết thúc. Như vậy là chương trình của mình chạy ở cái đoạn này là ok. Bây giờ mình sẽ thử nhập số, nhập chữ vô coi. A. Enter.
thì nó phải thông báo số 1 đúng không? Kết thúc. Vậy vấn đề là gì đây? Kiểm tra bằng không. Nó vô đến đây rồi nè. Nó vô đến đây rồi đó. Bây giờ mình thử xuất điểm chỗ này, xuất cái này chỗ này coi. Đó, nó vô đến đó rồi đó. A bằng 0. Đây. Nó xuất ra chỗ này xuống dòng cái đi để cho nó. Một chấm. Cái điều kiện của mình chỉ cần là kiểm tra bằng không hoặc là điểm bằng không là Điểm bằng không, lỡ như mình nhập điểm bằng không sao là cũng cũng phải nhập lại à. Đây. Thấy chưa? Bây giờ nó mới kiểm tra được nè. Nó kiểm tra được nó mới mới mới, mới lặp lại đó. Đúng không? Chú ý chỗ này nha. Điểm nó không so sánh được với không, còn nếu bạn so sánh với không thì bạn sẽ so sánh là 0.0. Thử lại. Cũng không được luôn. Nó không có so sánh được với 0.0 luôn. Mình ép kiểu nó qua, ép kiểu nó qua kiểu nguyên thì điểm nó bằng không đó. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhất về cái vấn đề là chúng ta đã so sánh được điểm với không, nhưng khi chúng ta so sánh xong thì nó lại phát sinh một vấn đề. Cái này bị gì đây? Lập vô hạn. Lập vô hạn là đúng rồi, nhưng mà tại sao lập vô hạn? Nó ở đây nó yêu cầu nhập lại rồi mà tại sao là lập vô hạn? Cái này gọi là gì? Bị gì? Bị gì các bạn? Xử lý gì? Trôi lệnh ở chỗ này. À, xử lý trôi lệnh. Xử lý trôi lệnh dùng gì? Dùng gì xử lý trôi lệnh đây? Xử lý trôi lệnh trong C rất là nhiều cách. Rất là nhiều cách. Chúng ta có thể sử dụng cái đâu rồi? Không phải cái này. Tầm tấm tâm lệnh chốt đó, xử lý cho lệnh trong C đây ha, ép lút xử lý cho lệnh trong C bằng thải nó vô đây. Nếu trường hợp mà nhập ký tự, tại vì cái ký tự đó đó nó đẩy vô đây luôn nè, cho nên xuống đây lúc nào kiểm tra nó cũng bằng không hết trơn, nó bắt nhập lại hoài. Như vậy chỗ này thực sự nếu như mà mình phát hiện là nó nhập không phải số, xuống đây mình xóa cái bộ nhớ nhập đi, xóa bộ nhớ nhập đi. À, bạn phải nhập điểm là số từ 0 đến 10. B lì quá. C không nên. Trừ 9 chuyển qua thông báo 2. 12 chuyển qua thông báo 2.
và lại D, F gì đó, chuyển qua thông báo 1 và 6, kết thúc. Được chưa? Như vậy, cái mà từ lúc nãy đến giờ thầy đang làm từng bước, từng bước, từng bước, mỗi cái thêm chút, mỗi cái thêm chút, để cho các bạn không bị ngợp. Không bị ngợp thứ nhất là kiểm tra điểm bằng không. Mà điểm của chúng ta là plot, cho nên nó không thể kiểm tra bằng không được. Bạn phải ép qua kiểu in. Cái thứ hai là khi mà chúng ta đã làm được rồi, thì chỗ này nếu mà không có cái lệnh xóa bộ nhớ đẹp này đi, thì nó lại trôi lệnh. Và lúc đó chúng ta sẽ xử lý trôi lệnh. Được chưa nào? Và cái trước đó nữa là chúng ta kiểm tra thôi, mà chúng ta không có đưa cái điểm bằng không vô thì nó cũng không đúng luôn. Bởi vì trong trường hợp mà mình nhập điểm không thì sao? Điểm không phải thoát chứ. Đó, cho nên là các bạn xử lý từng phần một. Được chưa nào? Thì cái cách làm của thầy lúc nào thầy cũng nói là chia để trị. Nhớ nha, chia để trị. Được chưa? Thầy ơi, em có thắc mắc thầy. Ừ. Cái phần thầy nói là cái điều kiện mà để nó chạy vòng lặp đó là cái điểm bằng không đó thầy. Ừ. Cho em hỏi là cái điểm bằng, nếu mà mình nhập điểm bằng số 0 thì nó là điều kiện hợp lệ để nó xét đúng cái hợp lệ mà thầy. Đúng. Cho nên nó đâu cần phải lặp lại một lần. Khi mà em nhập điểm bằng không thì cái KT của em lúc đó bằng mấy? Bằng 1. Ừ, bằng 1 thì nó đâu có rơi vô trường hợp này. Trường hợp rồi. Trường hợp này là dấu và mà. Dạ, ý em nói là cái đây. Bằng 0 là nó thoát ra là cưng. Nếu mình nhập bằng 0 thì lúc này kiểm tra bằng 1, kiểm tra bằng 1 điểm bằng 0 là nó thoát rồi. Dạ rồi. Ừ, còn nếu mà trường hợp mình là điểm bằng 0 mà kiểm tra cũng bằng không, tức là cái không lúc này là nó do cái gì? Do nhập ký tự mà có, chứ không phải là nhập điểm không. Cho nên bắt buộc phải nhập lại. Được chưa? Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã phát triển cả hai rồi nhé.